Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đón xem Knew 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những thông tin giải trí nhanh nhất và chính xác nhất. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Blackpink ghi nhận loạt thành tích đầu tiên với Shut Down. Sau thành công của Pink Venom, Blackpink tiếp tục hoành hành Kpop với album Born Pink. Vào đúng 11 giờ ngày 16 tháng 9, nhóm nữ thả xích MV cho ca khúc chủ đề Shut Down vừa mới phát hành. Shut Down đã lập nhiều thành tích khủng ở mảng nhạc số, Shut Down có màn ra mắt hoành tráng ở vị trí đầu bảng Melon Five Minutes. Bên cạnh đó, Blackpink lần lượt giữ những vị trí cao, gồm có thang 1 Books, thang 4 Jenny và thang 7 Melon. Ca khúc đã ghi nhận 10,9 nghìn lượt thích và đạt 16.061 ULS trong 1 giờ đầu trên Melon. MV Shut Down vừa phát hành đạt con số hơn 1,3 triệu lượt xem công chiếu, chưa thể phá kỷ lục của chính mình trước đó là Pink Venom với hơn 2,3 triệu view. Sau một giờ, ca khúc cán mốc 7,1 triệu lượt xem trên YouTube. MV cũng đạt hơn 1 triệu lượt thích sau 1 giờ 20 phút. Tuy nhiên khán giả khá tiếc nuối khi shutdown không vượt qua được Pink Venom. Theo đó Pink Venom cán mốc 10 triệu view chỉ sau 52 phút phát hành. Cách đây không lâu, album Bon Pink ghi nhận kỷ lục mới với con số là 900.000 đơn đặt hàng trước trên k For You. Điều này giúp Bon Pink trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử k For You. Ở mạng nhạc số, Bon Pink debut tại vị trí thứ 83 trên bảng xếp hạng album iTunes của Anh và hạng 16 iTunes của nước Mỹ. Với sức hút của Blackpink, teaser Shutdown cũng ghi nhận nhiều thành tích khủng sau 24 giờ phát hành. Sản phẩm đạt 1 triệu view sau 17 phút phát hành trên nền tảng YouTube. Hiện teaser cũng đạt 17 triệu lượt xem và 2,4 triệu lượt thích. Shutdown là ca khúc hip hop cổ điển lấy ý tưởng từ La Campanella của Paganini, mang đậm màu sắc âm nhạc Blackpink, từ đạo cụ trang phục cho đến giai điệu đều được nhóm nữ đầu tư chăm chút. Đặc biệt người hâm mộ cảm thấy hào hứng khi các ca khúc trước đây của Blackpink cũng xuất hiện trong MV đặc biệt khán giả bất ngờ trước thông tin Blackpink đã lên ý tưởng cho Bonping với tư cách là giám đốc sáng tạo hiện Blackpink trở thành tâm điểm chú ý với loạt thành tích đáng nể người hâm mộ hy vọng nhóm sẽ tiếp tục công phá các bảng xếp hạng trong và ngoài nước bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knew 24h cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Knew 24h.